Xem tứ vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 1 tháng 4 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tứ vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng như ý. Tam hợp trợ mệnh nên con giáp này có sự thông minh và nhạy bén. Tinh thần làm việc hăng say, không ngại đối diện với khó khăn và vất vả, giúp bản mệnh có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất. Tình cảm, vận trình tình cảm ấm êm hòa hợp, kim sinh thủy, giúp cho hòa khí gia đình lúc nào cũng thuận hòa, vui vẻ, từ chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn. Các cặp đôi luôn bàn bạc, trao đổi để cùng đưa ra quyết định. Tài chính, vận trình tài lộc được cải thiện, nguồn thu nhập được nâng cao giúp cho chất lượng cuộc sống gia tăng thấy rõ. Cẩn trọng, cố gắng duy trì tinh thần tích cực lạc quan. Tuổi Giáp Tý, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn. Tuổi Bính Tý, có mục tiêu rõ ràng cho mình. Tuổi Mậu Tý, tình cảm gia đình cần được hâm nóng kịp thời. Tuổi Canh Tý, nên có sự thống nhất ý kiến giữa các thành viên trong gia đình. Tuổi Nhâm Tý, hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Con số may mắn số 4, số 30, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi. 2. Tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Chính quan giúp sức nên người tuổi này có thể khẳng định được năng lực, bản lĩnh của mình dựa trên thực lực. Mọi người xung quanh đã bắt đầu có những đánh giá khác đi. Cơ hội thăng tiến cho tuổi Sửu cũng được mở ra từ đây. Tình cảm, vận trình tình cảm tạo được thiện cảm. Thổ sinh kim giúp cho người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng tốt với những người khác giới. Bản mệnh cứ việc thoải mái là chính mình và không phải gượng ép vì bất cứ điều gì. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc. Người làm kinh doanh có thể tận dụng thời gian này để cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Cẩn trọng, nếu chần chừ, do dự thì sẽ bỏ qua những cơ hội tốt. Tuổi Ất Sửu, khẳng định được vị thế của bản thân. Tuổi Đinh Sửu, nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuổi Quý Sửu, không tìm được người chia sẻ cảm xúc. Tuổi Kỷ Sửu, cố gắng tiếp thu ý kiến từ mọi góc độ. Tuổi Tân Sửu, tâm nhìn hạn hẹp nên khó đưa ra đánh giá chính xác. Con số may mắn số 26, số 41, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi Dần, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra vất vả gian truân. Dần thân tương xung cho thấy người tuổi Dần sẽ đối mặt với không ít rắc rối trong thời gian này. Đôi lúc con giáp này cảm thấy chán chường vì muốn bỏ cuộc, vì không nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ người nào. Tình cảm, vận trình tình cảm hạnh phúc ấm êm. Người độc thân có cơ hội tìm được người thương nhờ vào sự may mối của gia đình, người thân. Mối quan hệ có thể tiến xa hơn nếu hai người cùng có tình cảm với nhau. Tài chính, vận trình tài lộc vững vàng, thực thần trợ mệnh giúp cho người làm nghề tự do có được một khoản kha khá ổn định cuộc sống. Cẩn trọng, sự trễn mạn lơ là gây ra khá nhiều rắc rối lúc làm việc. Tuổi Giáp Dần, không nên quá kiêu ngạo và cực đoan. Tuổi Bính Dần, tránh những suy nghĩ bi quan tiêu cực. Tuổi Mậu Dần, hãy dũng cảm nhận lỗi sai lầm của mình. Tuổi Canh Dần, cố gắng lắng nghe góp ý của người khác. Tuổi Nhâm Dần, bạn là người vô cùng lãng mạn. Con số may mắn số 18, số 3, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão. 4. Tử vi hàng ngày của tuổi Mão, công việc. Vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra có kẻ lợi dụng. Lòng tốt, niềm tin không đặt đúng chỗ trong ngày thương quan giáng họa có thể gây ra rắc rối cho con giáp này. Để vượt qua thời điểm khó khăn này, người tuổi Mão không nên để cảm xúc chi phối quá nhiều. Tình cảm, vận trình tình cảm khó lòng hòa hợp,
Kim Khắc Mộc dự báo mối quan hệ của con giáp này và những người trong gia đình còn tồn tại nhiều vấn đề, càng gượng ép, níu kéo chỉ càng khiến mọi người xa cách nhau. Tài chính, vận trình tài lộc bấp bênh, tuổi Mão nên học cách chi tiêu hợp lý, tránh lãng phí tiền ở trong giai đoạn này. Cẩn trọng, nên dành thêm thời gian cho gia đình thay vì mải mê với công việc. Tuổi Ất Mão đưa ra những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Tuổi Đinh Mão có xung đột mâu thuẫn với lãnh đạo. Tuổi Kỷ Mão chăm chỉ làm việc hướng tới mục tiêu. Tuổi Tân Mão khó lòng hòa hợp với người trong gia đình. Tuổi Quý Mão nên thực hiện công việc theo kế hoạch. Con số may mắn số 2, số 30, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Mùi. 5. Tử vi hàng ngày của tuổi Thìn, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi dễ dàng. Tam hội giúp sức giúp cho công việc làm ăn của con giáp này tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Sự tập trung cao độ giúp con giáp này có thể mau chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tình cảm, vận trình tình cảm còn khó cởi mở, người tuổi này tỏ ra lạnh lùng và xa cách, điều này khiến cho những người xung quanh không dám lại gần. Cơ hội yêu đương vì thế cũng tự nhiên tan biến trong một khoảnh khắc nào đó. Tài chính, vận trình tài lộc được nâng cao, con giáp này có thể có được cuộc sống thoải mái hơn nhờ khoản tiền thưởng khi làm tốt việc được giao. Cẩn trọng, cần tận dụng thời điểm vàng để bộc lộ khả năng. Tuổi Giáp Thìn thể hiện được điểm mạnh của mình. Tuổi Bính Thìn cần chú ý hơn tới các nhiệm vụ được phân công. Tuổi Mậu Thìn nên chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế. Tuổi Canh Thìn hãy học hỏi thêm kiến thức mới. Tuổi Nhâm Thìn không quan tâm tới chuyện tình cảm. Con số may mắn số 5, số 8, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Dậu. 6. Tử vi hàng ngày của tuổi Tỵ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tỵ trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông dễ dàng, nhị hợp phù trợ nên con giáp này mau chóng nắm bắt được các vấn đề nguyên nhân sự việc. Cùng với tinh thần tiếp thu, ý kiến tích cực giúp cho người tuổi này có thể hạn chế được rủi ro trong quá trình xử lý. Tình cảm, vận trình tình cảm vô cùng hạnh phúc, hỏa khắc kim cho biết mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không thật sự hài hòa. Bất đồng quan điểm giữa những người trong gia đình khiến cho gia đình thêm căng thẳng. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, con giáp này nhờ nắm bắt tốt cơ hội trong việc làm thêm nên có những khoản doanh thu vượt trội. Cẩn trọng, đừng nên so đo toàn tính hơn thua vì chỉ thêm mệt mỏi. Tuổi Ất Tỵ không nên mơ mộng mù quáng. Tuổi Đinh Tỵ hãy có cái nhìn đúng đắn hơn về thực tế. Tuổi Kỷ Tỵ buồn phiền vì công sức không được ghi nhận xứng đáng. Tuổi Tân Tỵ tránh tính toán hay so đo từng chút một. Tuổi Quý Tỵ nên chia sẻ với người thân nhiều hơn. Con số may mắn số 29, số 4, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Sửu. 7. Tử vi hàng ngày của tuổi Ngọ, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi hơn trước. Người tuổi Ngọ thông minh, nhanh trí nên hoàn toàn có thể xử lý tốt các vấn đề phát sinh bất ngờ. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chủ quan hay bỏ qua các yếu tố nhỏ vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả chung. Tình cảm, vận trình tình cảm có thể rạn nứt. Hỏa khắc kim khuyên người tuổi Ngọ nên dành nhiều sự quan tâm hơn tới gia đình của mình. Sự san sẻ công việc nhà với nhau cũng là cách để các cặp đôi hàn gắn những vết thương đang tồn tại. Tài chính, vận trình tài lộc dồi dào, chính tài nâng đỡ đem lại cho con giáp này khá nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tiền nong. Cẩn trọng, hãy học cách chi tiêu tiết kiệm ngay cả khi có chút ít dư giả. Tuổi Giáp Ngọ, hãy kiềm chế bản tính trăng hoa của mình. Tuổi Bính Ngọ, tránh đôn đẩy trách nhiệm lên một người nào đó. Tuổi Mậu Ngọ, cần đặt ra nhiều mục tiêu khác nhau cho mình. Tuổi Canh Ngọ, không nên quá nuông chiều bản thân. Tuổi Nhâm Ngọ, nên giữ khoảng cách thích hợp với người khác. Con số may mắn số 4, số 12, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất. 8. Tử vi hàng ngày của tuổi Mùi, công việc.
Vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi bất ngờ. Chính quan nâng đỡ giúp cho con giáp này không tốn nhiều công sức để chứng tỏ thực lực vai trò của mình. Sự coi trọng và tín nhiệm của cấp trên tiếp thêm cho con giáp này động lực không nhỏ. Tình cảm, vận trình tình cảm còn chút bất hòa, thổ sinh kim giúp cho người tuổi Mùi và nửa kia có thể thấu hiểu lẫn nhau chỉ thông qua một ánh mắt, nhưng còn chút hiểu lầm, cần được giải quyết càng sớm càng tốt để không tạo ra mâu thuẫn. Tài chính, vận trình tài lộc rủng rỉnh, tiền bạc ung ung đổ về túi nhưng bản mệnh vẫn chủ trương tiết kiệm chi tiêu có kế hoạch. Cẩn trọng, tránh bảo thủ cứng nhắc trong quá trình làm việc. Tuổi Ất Mùi nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Tuổi Đinh Mùi nên bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Tuổi Kỷ Mùi sẵn sàng thử nghiệm điều mới mẻ. Tuổi Tân Mùi không nên nóng nảy gây tổn thương cho nửa kia. Tuổi Quý Mùi học cách chia sẻ, trao đổi ý kiến với người thân trong gia đình. Con số may mắn số 10, số 5, màu sắc may mắn màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Hợi. Chính tử vi hàng ngày của tuổi Thân, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, hành thông. Thiên ấn trợ mệnh giúp cho con giáp này khẳng định được vị thế tiếng nói của mình ở nơi làm việc. Bản mệnh ngoài ra còn nhận được sự tôn trọng, tín nhiệm từ lãnh đạo của mình. Tình cảm, vận trình tình cảm tốt đẹp viên mãn. Thổ sinh kim giúp cho mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi có bước tiến mới. Người độc thân cần mở lòng cho những người xung quanh để có cơ hội tìm hiểu nhau. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ. Nhờ các công việc tay trái mà con giáp này có thể thu được một khoản lợi nhuận khá. Cẩn trọng nên mạnh dạn chia sẻ ý tưởng, quan điểm của mình. Tuổi Giáp Thân không nên nổi nóng với người khác. Tuổi Bính Thân hãy cẩn trọng trong việc đầu tư kinh doanh. Tuổi Mậu Thân cần giữ bình tĩnh mỗi khi đối mặt với khó khăn. Tuổi Canh Thân không nên chạy theo xu thế. Tuổi Nhâm Thân chú ý hơn tới các bệnh liên quan đến xương khớp. Con số may mắn số 79, số 62, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi Dậu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ đủ được. Tam hội xuất hiện nên người tuổi này dù làm việc gì cũng được nâng đỡ tận tình. Sự tự tin, tinh thần lạc quan giúp cho những người tuổi này có đủ năng lực để đối mặt với những thách thức trước mắt. Tình cảm, vận trình tình cảm có ít xảo trọng. Người độc thân nhanh chóng tìm được một nửa yêu thương thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Không khí gia đình có chút bất hòa vì mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái. Tài chính, vận trình tài lộc khởi sắc, bản mệnh nên đi về hướng Tây để gặp tài thần. Cẩn trọng, nên chọn hướng tốt, ngày giờ phù hợp để tiến hành việc trọng đại. Tuổi Ất Dậu, tận hưởng hạnh phúc với nửa kia của mình. Tuổi Đinh Dậu, không nên làm việc một cách cẩu thả. Tuổi Kỷ Dậu, hãy tập trung hơn cho công việc. Tuổi Tân Dậu cần vững vàng hơn khi đối diện với khó khăn. Tuổi Quý Dậu rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm đã qua. Con số may mắn số 13, số 9, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tuất. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi Tuất, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều khó khăn. Tử vi ngày hôm nay dự báo con giáp này sẽ gây khó dễ trong quá trình làm việc. Thiên quan xuất hiện khuyên người tuổi Tuất nên có cách hành sự khéo léo, khôn ngoan để không đẩy mọi thứ vào bể tắc. Tình cảm, vận trình tình cảm vượng sắc đào hoa, tuổi Tuất độc thân có thể cho những người theo đuổi mình cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau. Bởi lẽ biết đâu được sẽ tìm ra được người tâm đầu ý hợp với mình trong số đó. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, người tuổi này nên sớm đặt ra kế hoạch để quản lý quỹ tài chính hợp lý hơn. Cẩn trọng, thiếu cởi mở và chủ động sẽ đánh mất nhiều cơ hội đáng tiếc. Tuổi Giáp Tuất nên tìm kiếm định hướng phù hợp. Tuổi Bính Tuất tiêu tốn khá nhiều thời gian để giải quyết rắc rối. Tuổi Mậu Tuất còn ảnh hưởng bởi những lời bàn tán. Tuổi Canh Tuất quan hệ vợ chồng có dấu hiệu sức mẻ. Tuổi Nhâm Tuất không nên lưu luyến người không xứng đáng. Con số may mắn số 24, số 11, màu sắc may mắn màu cam,
quý nhân phù trợ tuổi Dần. 12. Tử vi hàng ngày của tuổi Hợi, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra không như ý muốn. Cảm xúc rối loạn, người tuổi Hợi dễ bị kích động nên có thể sẽ đưa ra những quyết định sai lầm trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, bản mệnh cần phải thảo luận với những người xung quanh để đưa ra được câu trả lời cho vấn đề quan trọng. Tình cảm, vận trình tình cảm đẹp đẽ nồng nàn. Kim sinh thủy cho biết người tuổi Hợi và nửa kia có sợi dây liên kết đặc biệt. Cả hai đều là những người biết chia sẻ, quan tâm nên cuộc sống gia đình hiếm khi trở nên nhàm chán. Tài chính, vận trình tài lộc bất ổn, do đó con giáp này cần phải xây dựng lại kế hoạch tài chính rõ ràng để kiểm soát tốt túi tiền. Cẩn trọng, cần tránh nói ra những điều không hài lòng để tránh những tranh cãi. Tuổi Ất Hợi nên suy nghĩ lạc quan, trở nên bỏ cuộc. Tuổi Đinh Hợi vướng phải thị phi do kẻ tiểu nhân gây ra. Tuổi Kỷ Hợi bình tĩnh để phát hiện ra điểm yếu của mình. Tuổi Tân Hợi không nên tự ý đưa ra bất cứ quyết định nào. Tuổi Quý Hợi nhận được những lời khuyên hữu ích. Con số may mắn số 21, số 34, màu sắc may mắn màu xanh lam. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu,